Cái vườn này là chú chính chăm sóc làm sao? Lâu nay là khi trồng chú bón hữu cơ không? Có. Có, bón được bao nhiêu ký hữu cơ, phân gì? Phân chuồng gì đó lót không? Phân chuồng. Phân chuồng gì? Phân chuồng không biết xe nào nó đổ. Gà hay bò ý hỏi vậy? Hôi lắm. Hôi lắm. À, là phân gà, được có xử lý không? Không, hồi đó không có xử lý. Trời ơi. Rồi lâu nay là bón DAP không? Bón DAP với chú bỏ vôi. Đấy, chú bỏ vôi đúng không? Bỏ nhiều vôi không? Một năm thì bỏ gốc thì khoảng bao nhiêu ký vôi? Bỏ gốc chắc cỡ 2 ký ạ. À, 2 ký hả? Ừ. Dạ. Một năm bỏ 2 ký vôi. Giờ con nói luôn ha, nguyên nhân của cái này thôi, mình biết nguyên nhân của nó. Tức là rễ sao thì ngọn vậy? Rễ nó hư rồi. Chú không tin chú dễ lắm. Chú lấy cái máy xịt thuốc của mình á, chú mở cái bát ra, chú sụp. Toàn bộ rễ nó hư, chú sụp cái này, chú sụp cái đây nè. Chú sụp ra, từ đây chú sụp ra. Chú xói ra, nổ máy nó lớn lên sụp ra, rễ nó hư hết. Nên bây giờ giống như cái đường ruột mà nó hư á chú. Nên bây giờ chú có làm gì nó cũng ăn, nó hấp thụ được, chú có dùng dinh dưỡng cái nào hấp thụ được. Bây giờ con sẽ tạo lại cái rễ. Nên trong thời gian đoạn đầu cái nó chưa có rễ đó, con mới phun dinh dưỡng lên trên cây đó. Chứ sau này con không phần con phun. À, rễ sao thì ngọn vậy chú. Hư hết rồi. À, bây giờ sắp tới ha, chú bón con 2 ký hữu cơ nở nhập khẩu, 1 ký nó khoảng tùy theo loại, 65 OM thì 9.000, 75 OM thì 10.000. Ra cái rìa ngoài đây. Chú kéo miếng đất này giật ra, bón ra rìa ngoài đây, rồi lấp đất lại, làm cho nó rộng ra, bón ra rìa đang lá cho con. Xong con còn 3 lít xi thôi. 3 lít xi, 3 lít pha rồi á. 3 lít xi nó khoảng 10.000 mấy trăm đồng thôi. Rồi 20 ngày sau con làm 2 lít nữa là cây nó phục hồi. Có những cái cây nặng đằng kia có thể làm 3 lần là 7 lít xi pha rồi, 1 lít 3.500. 1 lít xi pha rồi á là 3.500. Là maximum là như cái cây nặng dưới này. Là 3 lít xi. Nói chung là tổng cộng cái chi phí của cái cây này đó trong vòng 2 tháng là chi phí nó 45.000. Nhưng 1 tháng nó đẹp rồi. Nhưng mà ý là nó 2 tháng là cho nó mỹ mãn, rồi sau này con cho nhấp khi nó khỏe xong. Con sẽ cho nhấp một xíu NPK nữa ha. 200g NPK nữa thôi. Đó, là chi phí trong vòng 3 tháng nó khoảng độ là 50.000 hết đắt. 3 tháng mà nó bộ lá nó đẹp mỹ mãn mà nó gấp đôi gấp nhiều lần thế này. Rồi cam kết như vậy được chưa? Dạ, nó rất là rẻ ha. Cái là bây giờ cái rễ nó hư rồi. Giờ mình phải tạo lại cái rễ và mình làm cho nó hở đất lại, đất nó cứng ngắc kìa. Nó chai ngắt kìa nè. Nè, bón vôi không được đâu chú. Dạ vôi á là nó tốt một. Nhưng nó hại tới 5 lần. Dạ nó có lợi một chứ nó tốt một, nó lợi một á, nó hại tới 5 lần. Cây này công để màu luôn hả? Cây đó nó tính để dặm đó, nó lớn thì cái bỏ nó luôn. Dạ, phá ra. Rồi. Đất tốt quá mà cây không lấy được dinh dưỡng. Lấy được dinh dưỡng đâu mà. Ôi đó mới dinh dưỡng đâu.